Giờ mình xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay mình có dịp sẽ dắt mọi người đi tham quan ở Tràng Chài. Thì hôm nay thì nó ra thay đổi ra sao? Hiện nay thì mình đang đi trên đường Nguyễn Ái Quốc, thành phố Biên Hòa, cầu Sông Máu. Trong thời gian qua thì mình thấy ở Tràng Chài thì cái dân cư tập trung rất là đông, cả các dân tứ xứ hoặc cả dân địa phương cũng có rất là đông. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi một vòng khu này, ở đây thì nó sẽ ra sao. Thì mình sẽ vừa phải vô cái khu cầu Sông Máu này, quý vị này, cái cầu Sông Máu. Trước đây thì họ cũng có làm một bờ kè, ở đây thì nó cũng đỡ hôi, và trên ngày trước thì nó không bị ngập ở chỗ này. Và mà thường cái giờ chiều ở đây rất là kẹt xe vì phía trước quý vị, đây là cái chợ Phú Thọ của khu phố 5 phường Tràng Chài. Chợ này thì khá là đông vì khu người ta đi chợ về, người ta đi làm công nhân về, người ta tạch ngang, người ta mua sắm đây rất là đông vì thì gần đây thì mình có thấy có Vinmart này, Điện Máy Xanh thì họ cũng thì làm cho cái khu gần chợ Phú Thọ này rất là đông đúc quỷ. Cái mặt tiền này mình thấy giá bất động sản khá là cao, khá là tăng nhanh đấy vị. Đây là cái chợ Phú Thọ này vị này. Bên trái của người đây nó có Bách Hóa Xanh. Thì mình sẽ đi thẳng hướng ra chỗ chợ Tràng Chài. Đây là ở đây thì người ta gọi là cái con đường Nguyễn Phúc Chu vậy. Cái khu vực mà kế cạnh các chợ Phú Thọ họ buôn bán rất là tốt, vì theo cái nguyên tắc theo mà được biết thì bất động sản với cái sản phẩm mà với những cái chỗ mà gần chợ nó sẽ lan rộng ra các cái khu vực sát chợ rất là nhanh. Ở đây thì có những căn biệt thự khá là lớn này vị. Do cái ảnh hưởng của cái Covid-19 thì ảnh hưởng rất là nhiều đến nền kinh tế và các cái quán xá hiện nay. Một số các cái nhà hàng, karaoke, spa thì chưa được mở cửa trở lại quý vị. Nhưng mà đợt này thì từ ngày 4 tháng 5 thì cái lượng học sinh họ đã quay trở lại học. Thì cái con đường này mình thấy người ta đi lại cũng không có đông đúc lắm. Mình thấy đa số ở chợ Tràng Chài này thì ở khu Tràng Chài này mình thấy có đa số là dân tứ xứ và đây nhiều dân địa phương, đây rất ít công nhân ở miền Bắc, miền Trung, miền Tây họ vô đây lập nghiệp. Vì trước đây thì giá đất ở đây rất là rẻ, nhưng mà gần đây thì mình thấy giá đất ở đây khá là cao, thì tầm hơn 1 tỷ thì mình có thể mua được. Đây mình sẽ cái đường này thì mình đi hướng ra cư ổn định hơn ở các cái khu khác.
Đây mình sẽ quẹo tay phải hướng về chỗ chợ Trảng Dài người nhé. Mình thấy cái con đường này trước kia nó là cái đường đất, đường rất là xấu, giờ đây thì họ đã làm rất là đẹp quý vị. Trải nhựa với các cái phong đây thì mình thấy rất là đẹp. Đây cũng có một cái bách hóa xanh vậy này. Bách hóa xanh thì mình thấy đa số tập trung ở các cái chợ nhiều. À, ở tay trái quý vị đây là cái chợ Trảng Dài. Chợ Trảng Dài. Ở đây mình ký cái tờ chiều tập trung nhất mua đây. Nhưng mình thấy ở đây có một cái nhà thờ Thái An, thì ở Trảng Dài thì có đúng một cái duy nhất là có một cái nhà thờ ở đây là Thái An. Thì thấy gì đây thì đang trong quá trình xây dựng, nâng cấp sửa chữa lâu rồi, chưa hoàn thành vì mình biết thì do kinh phí chưa có làm thực hiện, nên là hiện nay thì cũng rất là nhiều các cháu trên xây cái nhà thờ đây, thấy khá là lớn vì nó xấu xí nha. Đây thì qua đây là đây nó có một bàn quần áo, và đây có cái sân ăn uống thế là thì ở Trảng Dài nó có cái trường tiểu học Trảng Dài nên là khá đông, nên là họ học K1, K2, K3, nhưng hiện nay thì có cái trường tiểu học Trảng Dài là cũng giảm bớt cái tình trạng mà học sinh học theo ca. Và đây là mình sẽ có phải vô cái đường Trần Văn Xã. Vì mình nhớ có một cái là một cái vài lần mình đi ở Trảng Dài thì mình thấy đi nó có khi nó bị lạc đường, vì nó khá là rộng. Vì mình đi ở đây mình phải đi một hai rất nhiều lần thì mình nhớ được, thì nó khá là rộng, đường nó hơi khó nhớ. Đối với ở Biên Hòa thì mình thấy con các cái đường nhỏ hơn cái đường này, ai để ý đến con đường sau Sài Gòn và giá rõ ràng. Còn đối với Biên Hòa thì người ta thường hay cái ngã ba lớn, cái đường lớn quý vị. Đối những người mà lâu ngày mà chưa có dịp mà đi thăm lại Trảng Dài thì nó rất là khác đi, rất là nhiều số lượng dân đông, nhà cửa hạ tầng thì dần dần nó cũng đang hoàn thiện phát triển quý vị. Giống như là trung tâm.
tâm của Biên Hòa, vì như vậy thì tập trung các cái trường học, khu dân cư này. Đấy, và hiện nay thì thấy chàng trai thiếu nhất là cái viện. Viện thì nó có chưa có bệnh viện. Đây nhìn quý vị, đây là đối diện này là cái ngã tư Năm Thưởng quý vị nhé. Đây có một tiệm xây dựng Năm Thưởng rất là nhiều tiếng rồi. Đây thì mình thấy có Ủy ban Nhân dân phường chẳng dài quý vị, thì họ cũng mới làm một cái trụ sở văn phòng mới rất là khang trang và mới so với cái trụ sở ủy ban nhân cũ. Có một đợt thì thấy thông tin thì chẳng dài sẽ tách thêm một phường Mậu Cạn, nhưng mà hiện nay thì không chưa tách gì. Hiện nay thì là chủ yếu là tách khu phố thì chưa thấy tất này, thì có khu 1, khu 2, khu 4, khu các tổ thì có 5 khu phố. Sự bị sự phân bổ hoàn tím khi mà tách phường ra thì nó vấn đề quản lý hơn. Đây bên tay phải quý vị, đây là cái ủy ban nhân dân phường Tràng Dài mà mới xây gần đây quý vị này. Đây nó có cái sở, có cái sân vận động thể thao này. Sĩ và đi thẳng đây ở đây thì có cái chợ Quân Thắng. Ở đây thì mình thấy chặng dài thì nó có một cái tuyến xe buýt số 1 từ xuất phát từ Đại học Đồng Nai của công ty Chí Minh Phát đấy, kéo dài đi thẳng ra trái ra chỗ chợ Quang Thắng quý nhá. Chợ nó đặt tên cho đây, chợ Quang Thắng, chợ Phú Thọ, chợ Hùng Vốn, chợ Thanh Hóa, chợ tất cả các cái tên chợ bắt không nhiều vì đa số ở đây chẳng dài thì đa số là dân bản. Dân họ xây mới, xây thường xuyên vì đường người xây mới ở đây rất là nhiều, vì nhu cầu ở đây thấy chàng trai đa số là nhu cầu ở thật là người ta ở nhà nó càng ngày nó càng mọc lên, đất thì nó cũng còn trống rất là nhiều. Người mà có sự đầu tư bất động sản thì có thể chọn ở chàng trai, vì hiện nay thì giá đất nó so với mặt bằng Biên Hòa thì chẳng dài mà có sổ thì giá nó rất là ok. Còn đa số sổ ở đây thì mình thấy có sổ riêng trồng cây lâu năm người quê rất đỡ. Còn đối với thổ cư thì hiện nay thì có các cái khu chợ Phú Thọ là Phú 2, Phú 5 và chợ chỗ mà Phú Gia
sổ sách thì nó có thổ cư. Số con đường họ cũng làm đổ dạy nhựa, họ cũng làm đầu tư về cái đường cống thoát nước giảm rất nhiều dần dần, và thấy đa số ở đây thì người dân đều tự đóng góp một số con đường, một số con đường lớn thì nhà nước họ cũng hỗ trợ. Đây là chợ của 4 vị Tân Châu. Nếu mình đi hết cái khu chặng dài này thì nó kể cả một buổi sáng hết quỹ khá là rộng. Chợ này thì xíu mình có cái chợ Kỳ Sung, chợ Thanh Hóa, chợ đều khẩu trang, thấy cũng không thể được đông người như ngày trước mấy, cũng không ngại về cái Covid. Nên thì Covid thì sau ngày 7 tháng 8, 7 tháng 5 thì cái dịch vụ vận tải thì họ đã hoạt động trở lại bình thường, chứ không giống như ngày trước thì được một vụ xe khách đó. Giảm số lượng xe, nhưng mà theo tôi biết thì sau ngày 7 tháng 5 ấy, thì xe khách họ cũng đã đi vào hoạt động và chở được khu vực
châu quý sử nó có tiếng hơn ở Tràng Dài vậy. Chưa thoát được quỷ. Đằng trước quý vị là cái ngã tư cây sung, về phải ra là chỗ chợ Thanh Hóa, là đường Thanh Trung đó, ra ngoài chỗ Khổ Nai. Bên trái là trên quầy số 8. Ở đây thì nó có hơi có tiện xíu, là mình đi ra những cái vùng trung tâm đi làm thì nó cũng hơi ngược đường, hơi xa xíu. Nhưng mà ở đây thì nó cũng có rất là nhiều con đường tắt qua khu đi qua Bắc Hải này, qua đường Hồ Nai, ra đường chợ Phú Thọ, nó cũng rất là nhiều đường đi ra, đường ra khu đường trung tâm bị. Đây nó có một ngã tư cây sung, thì theo mình được biết thì ngã tư cây sung thì ngày trước ở đây thì nó rất nhiều cây sung, vì xong người ta đặt tên là ngã tư cây sung. Chi tiết hơn thì mình không rõ, vì mà chỉ nghe những người ở địa phương họ chia sẻ lại thôi. Cái đường Nguyễn Thái Học còn thấy khá là dài không quý vị. Thế học này thì mình có cái đoạn gần gần cuối chúng em bảo thế học quỷ, mình thấy họ cũng làm đường xá với cả làm cái thoát nước khá là đẹp. Mình chưa thấy là lên chỗ trên hết đường này, nó chỉ có là một khúc bộ quỷ. Cái mặt tiền này thì về tương lai thì nó kinh doanh khá là tốt, vì nó cũng là cái con đường nhánh chính cũng tương đối tốt rồi. Nhà xây rất nhiều này. Ở đây nó có cái trường mầm non, 1, 2, 3 trường mầm non này. Sẽ quẹo tay phải để có thể hướng ra được chỗ chợ Thanh Hóa. Ở đây mình thấy họ gần đây họ làm cái đường trải nhựa, cái đường này khá là đẹp, trước nó rất là xấu. Hôm nay thì mình thấy không, cống thoát nước này họ trải nhựa rất là đẹp. Mình tự biết ở đây thì dân cũng ủng hộ và
góp cái công sức ở đây rất là nhiều và làm con đường này. Từ khi cái đường này lên đẹp thì giá bất động sản là cái mặt tiền này, vị trí này nó lên rất là nhanh. Vì đường lên thì đất cũng lên quý vị. Và con người cũng tập trung về đây nhanh hơn. Chỗ này thì nó tầm 1 tỷ 2 tỷ 3, nhưng bây giờ đụng vô thì nó mới cả phải gần 2 tỷ vậy. Ở này tỷ người ta bán, vì lúc họ không bán thì cái đường đẹp quá này lên bán thì nó không phí. Để kinh doanh thì nó tốt. Đường này mình nghĩ là vẫn là con đường chính vì nó nối thẳng ra chỗ chợ Thanh tới Nam Hải Dương đi thẳng đây. Nó sau này nó vẫn là con đường chính quý vị. Theo cái cá nhân mình nghĩ là vậy. Biệt thự xây không? Những người có tiền thì người ta xây, người ta mua đất ở trong này, mua xây ở nhà ở rất là rộng rãi thoải mái quý vị. Có tầm khoảng 3-4 tỷ mua đất rộng, mua đây ở thoải mái quý vị. Chứ mà tầm một số tiền 3-4 tỷ mình đầu mua ở khu trung tâm ở rộng rãi rất là khó. Mình muốn ở phát triển thì mình nên ở khu chỗ ngã năm Nguyễn Phương Khuyến ngay Phú Gia, Phú Gia 2. Phú Gia 2 thì mình thấy phải xây theo cái cấu trúc một đầu chệt, theo cấu trúc bản vẽ của Phú Gia. Còn của Phú Gia 1 thì cần mà đây gọi trái bên này. Trái này đi ra thẳng ra chỗ đi thẳng ở đây là mình ra chỗ chợ Thanh Hóa. Chợ Thanh Hóa này là lấy mặt trên ở ngoài tỉnh Thanh Hóa này. Ninh Bình rồi tên nó toàn là tên Bắc không vậy. Nay thì dân cư họ rất là nhiều. Đây. Đó, đây là cái chủ chợ này. Chợ Thanh Hóa vậy này. Đây mình sẽ gặp phải chợ Thanh Hóa. Đây này gọi là đường Thanh Nhân Trung. Đi thẳng ra là mình đi ra đường chỗ từ cái sông. Mình sẽ gặp trái hướng ra chỗ đây. Chỗ đại học công nghệ đọc này. Đây có bát hoa xanh này. Bát hoa xanh tầm chỗ này không ạ?